Bây giờ mình sẽ lấy những cái thức ăn viên loại nhỏ. Đây là mình có những cái thức ăn viên nó loại nhỏ dành cho những con này. Đây nó nhỏ như này, nó sẽ ăn này. Đấy. Mình thả nó ngay vô cái miệng của nó là nó ăn. Nhưng còn đây cũng vậy này. Nó ăn không? Trong đây ấy, mình có nuôi ba con á, thì mình thấy chỉ có hai con nó chịu ăn à, còn một con bơi lưng chừng trên này nè, nó lại không không thích ăn, chưa thể từng thấy nó ăn trực tiếp có khi mình đút nó nên rớt xuống dưới cái miệng của nó đây nó không thèm ăn luôn. Còn hai cái con kia thì nó rất là nhạy ăn nè, cho nó xuống đây là nó ăn này. Giờ nó chân tay nó đầy đủ rồi, chỉ có hai con nó thì nó bị thiếu cái, bị giống như bị cục cái đô bàn tay á, nên nó tầm khoảng 1-2 tuần nữa nó sẽ đó, cái tay của nó đang bị cụt đây nè, cái tay với con này nè, và các ngón nó đang mọc ra lại đó, đây nè, nó nhỏ xíu đây nè. Nó nhầm cái đuôi của con kia. Đấy, để mình zoom lại cho mọi người xem. Đấy. Cái con này là cái tay của nó. Cái con này nè. Tay của nó bị cục như một bàn. Nó bị đứt ra. Nên giờ nó chịu ăn những cái thức ăn viên này lắm. Đấy, mình đút nó. Nó chịu ăn. Còn con nhỏ này thì nó lại không thế này ta. Nó bơi đấy. Cái con nhỏ này nó thích bơi lắm. Nhỏ này trông dễ thương lắm. Bơi nó nhỏ xíu à, mấy con này nó nhìn sơ ấy, thì nó tự giống như là mấy con thằn lằn ấy. Nhưng mà nhìn kỹ nó thì nó có nhìn cái hình dạng của nó cũng thấy lạ nó. Đấy nó ăn ha, nó ăn trực tiếp hơn đúc mà vừa cái miệng của nó đấy, nó ăn nè. Đấy chị Oanh, có cái con này thì nó lười ăn này. Mình thấy trong ba con này cái con này nó lười ăn, mình đút nó hoài nó không thèm ăn này. Còn con này thôi, mình thả nó xuống ra là nó đớp liền, nhạy lắm. Còn con này để ngày cũng chưa họ chịu ăn rồi đó. Đó. Hai con. Mỗi ngày cho nó ăn tầm 2-3 viên đó là ok rồi. Nó chịu ăn là nó sẽ khỏe, nó sẽ mau lớn rồi. Đó. Nó đang ăn. Đó. Mỗi ngày tầm khoảng cho mình dành 2-3 phút ra mình cho nó ăn thôi. Mình tại sao mình phải nhốt nó vô trong cái này nè, mỗi lần này tại vì cái hồ của mình nó bự á, mấy con này nó kiếm thức ăn nó rất là bất tiện á. Đấy mình cho nó vô trong cái hồ này, mỗi lần mình cho nó ăn nó rất là tiện, chăm nó cũng dễ nữa. Nhỏ như này nè, chứ cái nhỏ như này á, nó mình thả nó ra ngoài hồ sống chung với cái hồ, những cái con cá thủy sinh ở ngoài thì nó không có vấn đề gì, nó cũng chẳng ăn được những con cá kia và mấy con cá kia nó không bắt nạt được. Nhưng mà mỗi lần mình cho nó ăn rất là cực kiếm nó. Đó, giờ hiện tại là ba con này nó rất là
hình 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 dáng của nó dần dần nó thấy hoàn thiện. Trong ba con này thì con màu vàng này rất là nhỏ, nó nhỏ nhất trong ba con màu vàng. Chịu ăn đấy chứ, nó ăn được ăn nhiều đấy, nó bơi đấy ha, cho nó bơi thì nó bị rớt không qua. Nó ăn đến nỗi mà cái bụng nó thành cục 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 á, cái bụng của nó đây là mình thấy xuyên suốt đó, xuyên qua cái bụng của nó luôn ha. Cái bụng của nó có thành viên những cái thức ăn cá của nó lòi ra những cái thức ăn đó. Đấy, ba con, đây là ba con thì một con bị mất rồi, một con gô đen mất rồi, thì còn còn một con gô đen là con màu vàng đây này, con màu mắt vàng này. Còn hai con này mà con albino là mắt đỏ, nó to cũng gần bằng nhau á, chỉ có con màu vàng kia lại nhỏ hơn hai với hai con kia thôi. Đấy, nó ăn mỗi lần mà nó ăn cái nó giật bắn người nó lên vậy đó. Mỗi lần mà nó ăn được thức ăn là nó bung cái người lên như vậy. Ăn thì nó mình phải cho nó ăn những con trùng chỉ á, mình cũng có những con trùng chỉ đây nè, để mình sẽ bớt vài con qua coi nó ăn sao. Mấy con này nó thích ăn mấy con trùng chỉ này lắm. Gặp cái là nó đớp liền, nó thích ăn mấy con này lắm à. Ở dưới có hai con cá, hai cá bảy màu ở ngoài cái hồ. Cái hồ này được cái nó nhỏ nhưng mà được cái nó trong, thấy hết, thấy rõ, nó không có bị bám rong á thì nó nhìn thấy nó rõ. Những cái con cá neon ông này, đấy. Nó bơi theo đàn ở dưới này. Đó, nó đang ăn những con trùng này, đấy. Đang kiếm ăn những con trùng này. Con màu vàng này nó nhỏ, dáng nó nhìn xinh xinh lắm. Đó. Mỗi lần nó ăn nó bắn cái người ra đây mà nó nhỏ nhất, con màu vàng này nhỏ nhất so với hai con kia. Không biết nhỏ như vậy là con đực hay con cái này. Cắn nhầm với nhau rồi. Mấy con này nó thể lực nó yếu lắm, chủ yếu là nó đánh hơi thức ăn từ cái mùi rồi, chứ hầu như thức ăn nó dâng lên tới miệng thì may ra nó mới đánh được cái mùi của nó, chứ hầu như nó đi kiếm thức ăn nó không như những con cá nó kiếm rất là dễ, nhưng mà mấy con này nó kiếm rất là cực.
nó nhỏ nhỏ những cỡ này á, mọi người mua về tầm cái này là 100 nó được à. Chứ mà nó nhỏ quá, như nhỏ như baby á, là cho nó ăn là rất là cực. Tầm cái này là nó đã ăn được những cái thức ăn dạng pin loại nhỏ rồi á. Thì nếu mà mình không có những con trùng chỉ á, thì là cho nó ăn thức ăn dạng viên nó cũng tiện chăm sóc cho nó. Còn không thì mình phải cho những con trùng chỉ á, nếu mà nó nhỏ. Này nó ăn dính dính cái rau mà. Dính cộng lâu mà. Nó có mấy con trùng là nó bơi nè. Bơi trong đây là cả đêm là nó mấy con này nó chết sạch luôn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo về những con cá thủy sinh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.